Rồi, chào lại Hello một Duy, lần. chào Duy, chào chị em các bạn trong diễn đàn. Thì nói về vấn đề mà vụ của Trịnh Vĩnh Bình đó, thì theo anh đó thì anh nghĩ rằng tại vì trong cái thời gian đầu đất nước mình lúc đó là mới mới đổi mới, Đúng mới mở rồi. cửa là Luật đó còn hở ông nhiều Trịnh đúng Vĩnh không? Bình. Luật Đúng đó còn rồi, hở nhiều lắm. luật pháp thì anh biết mà luật pháp lúc đó nó chưa có rõ ràng nữa và cái gì nó cũng mới hết. Thì ông Trịnh Vĩnh Bình giống như ông là người tiên phong đi đầu thì nó có những cái sự bất cập. Thì cái thương trường đó là chiến trường mà, thì ông kiện thì người ta thấy cái sai thì người ta đền cho ông, đâu có cái gì mà ngày hôm nay như Jason phải đem đó đó ra mà để đả kích một cái thể chế hiện tại, cái đó nó không có đúng. Nếu mà là một người làm ăn trên cái thương trường mình nhìn đó, cái sự rủi ro trong trong nghề nghiệp thì vậy thôi, chứ đâu phải đem cái chuyện đó làm thành cái bình phong để rằng mình đánh giá cái xã hội hiện nay. Cái xã hội hiện nay người ta rất là văn minh và hiểu biết, những cái nhà đầu tư kinh tế Việt Nam đấy, Jason nói không có đúng, không phải là Việt kiều ai cũng có thể về Việt Nam làm ăn được, không phải ai cũng vậy hết. Người ta có cái cuộc sống ở đất Mỹ, người ta ổn định rồi, người ta lo người ta làm ăn bển, không lẽ bây giờ người ta phải chạy về Việt Nam vậy? Có những người Việt kiều người ta làm ăn rất là hoành tráng ở ở Việt Nam chứ không phải là không. Như theo thống kê hiện nay tôi nói là có thống kê đàng hoàng, chứ không phải như Jason nói theo cái cảm tính đem cái xã hội Mỹ ra rồi áp dụng trên cái xã hội Việt Nam, nó hoàn toàn có đúng. Mỹ là nó cái hiệp Trung Quốc, hiện nay nó là có hơn 3.600 kiều bào họ đầu tư vào Việt Nam với cái số vốn 8.6 tỷ đô la, Ừ. rất là Anh nhiều nói mọi thật. ngành nghề chứ không phải họ làm gì, rất là quy mô. Mà cái này con số thống kê này tôi nói là rất là lâu rồi đó, chứ không phải là mấy năm nay rồi đó, có bây giờ có thể tăng hơn nữa. Tôi về Việt Nam tôi thấy có những người Việt kiều họ về hả, họ mua hàng chục hecta đất ở Tây Ninh đó, họ trồng dừa và họ phát triển rất là quy mô, họ làm việc cứ nói dừa không đủ để phân phối chứ không phải là không, người ta làm ăn rất là lớn chứ không phải nói như chế sinh như vậy bảo rồi ngồi bên đó đòi ở chính phủ Việt Nam. Ngay cả nói về vấn đề mà người lãnh đạo đảng của như ông Nguyễn Phú Trọng cũng vậy, đưa ra những cái sự việc nó không có đúng, nó không có thực tế, nó hoàn toàn sai. Mà trong khi đó là cho mình là người có bằng đại học nữa, người có bằng đại học không nói chuyện như Jason như vậy, hoàn toàn không có đúng như vậy. Cái người mà có bằng đại học mà khi nói chuyện về nước Mỹ nói cũng đúng nữa, nó hoàn toàn không có đúng gì trơn á. Bảo là quốc phòng Mỹ bán hỏa tiễn, bán vũ khí là để lo cho cái đời sống dân sự, cái đó hoàn toàn sai, không có cái chuyện đó. Nói không, những cái đó là bộ quốc phòng của Mỹ, họ cũng có tiền cho quốc phòng còn không đủ nữa, tiền thuế của dân phải đóng vào nữa chứ làm gì mà là tiền quốc phòng mà lo cho dân sự. Ở Mỹ mà ambulance gọi làm gì có cái vấn đề mà tiền bên quốc phòng, ambulance xe xe cứu thương đó anh chị các bạn, bất cứ dân thường hay gì không có bảo hiểm gọi ambulance, từ gọi xe cứu thương một cái hả 911 cái là từ 1.000 đô trở lên, một ngàn đô trở lên Quá chạy xe là giá rẻ đó. mắc quá Xe cứu thương đó cứ mắc nó chạy tới rồi nó chạy tới hết trơn rồi, xong rồi nó gửi cái hóa đơn về nó vậy đó, nó gửi cái hóa đơn gì rồi nó đòi nợ. Thằng Mỹ nó vậy đó. Còn nếu mà nó đem trực thăng là tới hả, là tốn cả 100.000 đô, từ 30.000 đô cho đến 50 tới 100.000 đô chứ không phải là ít, nếu mà nó sử dụng trực thăng. Nó có cái quy củ của nó hết trơn rồi. Còn vấn đề mà về đường bộ cũng vậy, thế thế mà đường bộ cũng vậy, thế đường bộ là do xe hơi, xe hơi người ta đóng những cái tiền đường bộ vào trong đó, rồi cảnh sát vậy nữa, đó là những cái tiền thuế của địa phương, nó gọi là local tax chứ không phải là của chính quyền liên bang bán vũ khí. Mấy ông Việt kiều mấy ông nói nhiều khi tôi thấy tôi ngồi tôi thấy không biết mấy ông ở trên đâu mấy ông rớt xuống, mấy ông ở Mỹ mà trong khi đó đòi Việt Nam phải giống như mấy ông bên Mỹ vậy, rồi đòi những cái cởi mở thể chế này thể chế nọ, trong khi đó những cái công ty lớn của Mỹ nè, Samsung là Nhật nè, người ta đổ vào Việt Nam gọi là billion, có nghĩa là tỷ đô chứ không có nói là triệu đô hay là 100.000 đô nữa. Đừng có nói mấy ông Việt kiều như cỡ Jason đấy, Samsung người ta bỏ cả 5-6 tỷ vào trong đó gọi là tỷ đô đó. Còn ngay cái Intel cũng vậy, người ta bỏ tiền tỷ vào trong đó. Motorola là Microsoft nè, rất là nhiều đại công ty lớn người ta đầu tư vào Việt Nam, ngay cả những cái hãng mà về bên may mặc cũng vậy nữa, Nike rồi giày dép rồi rồi những cái sản phẩm mà đồ may mặc cũng vậy. Các bạn bây giờ vào trong bên những cái cửa tiệm của Mỹ, những cái hàng hiệu đó bây giờ là cũng make in Việt Nam rồi,
người ta đầu tư vô ầm ầm ở Việt Nam chứ đâu phải là không. Tại vì những cái chính sách đổi mới sau này khi mà Việt Nam gia nhập vào WTO đó, thì những cái chính sách luật lệ quốc tế đó, mình bắt đầu mình học hỏi và mình khá hơn, mình hiểu biết được nhiều những cái luật lệ tại lúc mới mà có những cái bất cập về về tổ chức, thì Việt Nam bây giờ cũng là hội viên của WTO, mình cũng đáp ứng được những cái luật lệ của quốc tế. Việt Nam bây giờ mình cũng gia nhập vào những cái hội FTA bên bên gọi là mậu dịch ở bên châu Âu và châu Á. Mình bây giờ cũng ngày một tiến bộ lên chứ không phải như Jason nói đâu. Jason, mấy ông tôi gầu mấy ông quá. Anh gầu mấy ông Việt kiều Mỹ rồi là chửi cái người lớn như là bắt cầm đồ vậy. Người ta nói lên những cái phản biện, người ta mà quay qua mình nhỏ hơn ta mà chửi người ta, bảo là bưng này bưng kia, bưng gì bưng ập bên đầu Jason à, bậy không. Sống ở Mỹ mà không có một cái gọi là dân chủ, mà trong khi đó bảo rằng là mình đòi những cái quyền lợi cho người dân trong nước, đòi cái dân chủ, mà khi những người như bắt cầm người ta lớn tuổi, người ta nói lên những cái gì nó khác chính kiến với mình là quay qua chửi người ta không còn gì hết, bó tay. Bó tay mấy ông. Mấy ông nói chuyện toàn là cảm tính mà lại còn nói là có học đại học, học đại học, không có ai nói chuyện kiểu vậy đâu. Jason, không biết còn đây không nhé, Còn cái đang người mà coi luôn có á, học lớp đang coi vậy đang hả? nói anh nói xạo luôn kìa. Vậy à? Tại vì anh nói từ ít, anh ít khi nào mà anh nhìn vô tác chat lắm, anh nhìn Di là anh đang ngồi trên màn hình để anh nói, anh tập trung không à. Nó không phải như Jason nói đâu ông ơi, ông nói về những cái mô hình dân sự ở Mỹ cũng vậy, ông còn không rành nữa mà đấy, ông còn không rành, ông còn không hiểu nữa mà. Những cái kiểu mà lấy tiền thế được không vậy, 401k tiền già được không vậy, ông nói theo cái cảm tính luôn mà. Tiền già ở Mỹ đó theo thống kê đó là tới năm 2020, 25 hay 30 gì quên rồi, theo thống kê đó là Mỹ cạn kiệt đó. Nó cạn Các rồi nó bạn làm gì biết anh? hiện Nếu mà nó già không, của Mỹ nó cạn rồi nó làm gì? nó tăng cái tuổi về hưu lên 70, nó đang chuẩn bị đó. Rồi tới dù như tới đời anh coi như là có thể anh không còn tiền để lãnh luôn, có cạn coi như là chính phủ không có tiền để phát luôn. Chính phủ nó ói tiền ra chứ, nó phải lấy xuất tiền dự trữ của nó ra trả Nó cho người cạn chứ, hết rồi em, người ta đóng thế cho nó nó cạn hết mà. rồi. Không, tại vì em thấy như vậy đó, nhưng mà chính phủ nó cạn kiệt. Tại vì bây giờ nó vay đầu này, nó vay đầu kia. Nó nếu mà nó in tiền ra thì nó càng chết. Cho nên nó không có tiền để lặn mà nó trả, thì nó trả, nó gọi là trả thiếu. Nó đưa cái tờ giấy về nhưng mà trả thiếu. Tăng thuế mình Nó tăng thiếu. lên, tăng thuế mình tư bản mình nhiều Hả? nhiều một xíu, tăng thuế lên. Nó còn giảm thế nữa. Tại vì nó tăng thế vậy thì tụi tư bản nó không chịu nhận nhân công. Hồi chính sách của ông Obama đó, nó làm cho kinh tế trì trệ. Nếu mà nó tăng Hồi thuế hồi lên Obama. thì lao động thất nghiệp nhiều đúng không? Đúng rồi, nó tăng thuế lên thì nó không nhận, nó tăng thuế mấy người giàu á thì mấy người giàu nó không nhận công ăn việc làm. Đấy, nó chỉ giữ bao nhiêu người đó nó làm để nó không nhận thêm. Bởi giờ tới thời ông Trump lên á, ông giảm thuế cho mấy người giàu nó nhận công ăn việc làm, nó tạo cái công ăn việc làm nó cho những giới trung lưu. Đấy. Nó nói thằng tư bản nó vậy đó. Nói chung là cái quỹ bên phúc lợi xã hội đó là nó đang cạn dần. Cho nên chính phủ nó cũng đang gọi là ráo riết, nó tìm cách để đặng mà làm sao mà nó củng cố lại, hy vọng là nó sẽ củng cố được những cái mà thâm hụt hiện nay. Bởi vậy cho nên ông Trump đó, ông mới kình với Trung Quốc để đặng lấy lại những cái thâm hụt, rồi những cái mà mậu dịch kinh tế nó bị thâm hụt quá nặng nề, mà quá nặng nề. Ông Trump ông là người mà dân mà gọi thương gia nữa, ông thấy được những cái mà Mỹ đang bị thất thoát và thâm thủng về ngân sách. Cho nên Mỹ nó bị shutdown hồi năm 2012, rồi giờ, hồi năm ngoái nó cũng kình nhau, nó shutdown đâu cũng mấy lần đó. Nói chung Tại vì em thấy là bên Mỹ thường thường một năm nó đã shutdown tới 2 lần lần anh, chính phủ của Mỹ không á. không phải thường thường hồi nào giờ không có gì, hồi nào cũng có, tại vì ngân sách quốc phòng rồi ngân sách của quốc gia nó bị thâm hụt, Đúng gần rồi, đây nó bị thâm hụt quá, cho nên tổng thống giống như ở Việt Nam mình nói là cái chính phủ nó bị bội chi, nó bị bội chi, nó hết tiền nó phải xin quốc hội mở tiền ra cho nó thêm đúng không, thì nó mới mở cửa đúng được. rồi, phải đi còn vay, còn nếu mà nó phải không đi có tiền vay, thì mấy cái khối chính phủ đóng cửa hết. Ủa anh ơi, nó không có tiền hoặc không, thí dụ như bên Mỹ đi không phải là nó kình nhau, hai thằng nó kình nhau, nó không chịu chi ra quốc hội, ha. nó chịu chi, nó không chịu chi
cho nên bây giờ ông cho không chi thì ông Trump ông không có tiền để đặng mà ông chi phí Dạ đúng rồi. anh à, phải đóng Chi phí quân phải đóng đội nữa. cửa Chi phí à, chi phí quân đội và chi phí trong dân sự nữa, tại chính quyền liên bang nó phải chi phí rất là nhiều, có những tiểu bang như Cali đó nó bị thâm hụt rất là nặng nề, thì chính quyền liên bang nó phải gửi cái tiền đó xuống đó để đặng mà nó trợ giúp cho cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang nào nó bị thâm hụt quá thì chính quyền liên bang nó phải gửi tiền xuống, nó phải chi tiền xuống để đặng mà nó giúp, như Cali đó là một tiểu bang rất là nặng nề. Cho nên tình nói chung tình trạng của Mỹ bây giờ nó bây giờ tiền nợ nó cứ dâng lên, nó phải đi vay, nó là gì, nó phải bán cái trái, nó bán quốc gia nó phải in cái phiếu ra bán cho nó Trung Quốc bán cho Trung Quốc, hiện nay nó bán cho Việt Nam mình nữa, hiện nay Việt Nam mình là duy là những người trong nước gì, 12 tỷ đúng rồi 12 đúng rồi đúng rồi, nó bán cho cả bây giờ những người dân trong nước Việt Nam mình 90 triệu dân là làm chủ nước Mỹ rồi, mình tỷ đã bắt đầu làm chủ rồi, 12 tỷ tại đô vì nó bị thâm thủng. Nó là một cái trường hợp rất là mắc cười buồn cười lắm, bởi nên nó không phải như Jason nói theo cái cảm tính như vậy đâu, ông ở Mỹ mà ông nói vậy người ta cười ông chết. Ông nói vậy cái những người mà những đứa trẻ mà nó sống ở Mỹ lâu năm nó hiểu được nó cười ông chết. Nó ngay cả những cái chi phí về cảnh sát cũng vậy, cảnh sát Mỹ ở Mỹ đó, nó lãnh lương cao lắm, tại vì một thằng cảnh sát nó đi làm gì nó lãnh được lương mà được những cái phúc lợi xã hội rất là nhiều. Một thằng cảnh sát Mỹ mà nó đi làm gì là nó nuôi được vợ nó với lại con nó ở nhà là khỏi cần đi làm. Ừ. Đấy. Bởi vậy hối lộ Nó bạc lẻ được nó không lấy đâu. Hối lộ không bạc nó bự lại nó mới lấy chứ bạc lẻ nó không lấy đâu. đúng 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 thằng Mỹ là nó trên thống kê thì nó cũng có tham nhũng chứ không phải là không, nó cũng có tham nhũng hối lộ, vì nãy Di nói có một cái thằng FBI đó, tại vì lòng tham của con người mà nó vừa rồi nó cũng bán tin tức cho thằng Trung Quốc, cái chuyện nó cũng mới đây anh cũng mới thấy tin tức Dạ đúng rồi. mà anh cũng không nhận. Nó cũng bị bơ nó bị bắt á. Nói chung cái cách tham nhũng của Mỹ nó rất là tinh vi, nó tinh vi lắm, nó rất là hay, nó không phải Việt Nam mình, Việt Nam mình Nó mấy già chuyện rồi lặt vặt mà, lắm. nó lâu rồi nó khôn rồi. Đúng rồi nó hay lắm, nó hay lắm, bởi vì khi anh đưa ra những cái mà những cái thống kê mà tham nhũng của Mỹ á, mấy anh mà Việt kiều Mỹ á, bực mình lắm. Anh mà đưa ra mấy thống kê là mấy ông bực mình lắm. Mỹ nó có chứ à, nó có tin tức, nó có báo chí mà tại vì người ta không chịu đọc thôi, hay là một số người họ không có chịu tìm hiểu thôi. Chứ nó cũng ê chề lắm, nó cũng khủng khiếp lắm. Ngay bà Hillary Clinton cũng vậy, nó cũng dính vô những cái vụ mà tại vì thằng Mỹ mà nó khôn lắm, cái gì mà nó thấy có cái hại cho vấn đề mà quốc gia đó là nó ém liền. Mấy tụi tin tức Mỹ nó cũng hay cái chỗ đó nữa, nó không bao giờ nói nhiều và nó không bao giờ phanh phui ra, nó đồng một lòng với nhau và nó nói lên một cái rồi xong rồi nó ém liền, nó không có phanh phui tới. Tụi Mỹ nó hay cái chỗ đó, nó bảo vệ cái tổ quốc của nó, cái đất nước của nó, cái tụi da trắng nó hay lắm, anh phải nói là khâm phục cái tụi nó. Bởi vì nó làm gì cái gì nó bất mãn chính quyền nó không gì nữa, nó làm việc xong rồi à, là nó nghỉ hưu nó về nó im ru rồi, nó không nói cỡ nào nó cũng nói chứ. Cái Chơi hay vậy của mới đẹp, tụi là chơi vậy mới đẹp anh thích anh chưa? ơi. Mình Đúng có chơi có chịu đúng không? Hồi xưa mình đã chịu chơi đúng vậy rồi, mình về rồi mình còn mình đi kể xấu người ta nữa, chơi cho nó quân tử. đó đúng, anh thích cái làm gì của ông Mỹ cái đó là gì, không thích thì thôi về là im, rồi nó cho một số tiền xong về rồi nó cho nó gọi là retirement á, cho nghỉ hưu sớm á, rồi xong về im câm mồm là cái họ sống rồi cứ tàn tàn để đánh golf rồi hưởng thụ vậy thôi, không bao giờ mà bây giờ khui cỡ nào nó cũng nói, nó hay cái chỗ đó, nó rất là hay, chứ không phải như người Việt của mình kiểu mà anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, mình bị ảnh hưởng mình đã bị ảnh hưởng cái phong kiến của người Tàu á, chứ là ghim ở trong lòng, ghim ở trong lòng, không phải như Jason nói đâu, ngay cả vấn đề mà nói chung là những cái phúc lợi xã hội là do dân sự đóng vào không à, chứ nó không có quốc phòng bán vũ khí quốc phòng vào trong vấn đề mà đời sống dân sự không có. Nó không quốc phòng vũ khí nó bán là nó để củng cố an ninh quốc phòng nó một phần nào thôi, chứ toàn là nó lấy thế của dân không lấy thế của người này người kia để đặng mà nó chi phí không, chứ không có phải mà bán vũ khí là để chi vào đời sống dân sự, không có, no way. No way Jose nha Jason, nó không có mấy chuyện đó đâu, ông sống ở tiểu bang nào vậy ông Jason?
Tôi thấy mấy ông sao nhiều khi tôi nghe mấy ông Việt kiều Mỹ tôi nói chuyện mấy ông, tôi thấy mấy ông tôi gầu đi á, tôi thấy mấy ông ớt nha. Mấy ông ở Mỹ ngay cả cái vấn đề mà khu vực tự trị ở gì đặc khu kinh tế mà mấy ông còn không hiểu mà còn không biết nữa, mấy ông không biết là cái gì nữa. Nói về đặc khu kinh tế New York nó gọi là empowerment hay hoặc là empire zone, nó là một cái đặc khu, cái category của nó nằm ở cái category của nó khác, mấy ông còn Kể không cả hiểu nữa. anh Sơn Tây với hổm là khẳng định là ở Mỹ không có đặc khu kinh tế, đàm anh quá trời luôn á. Anh Sơn Tây Ở nè, anh Sơn Tây nè, anh Sơn Tây nói vậy là không có đúng. Anh Sơn Tây anh không có anh đánh vô cái đặc khu kinh tế Mỹ nó có nhiều lắm. New York nó là một cái nằm ở trong một cái đặc khu kinh tế cao hơn, nó gọi là Empire Zone hay là Empowerment Zone, chứ không phải là anh vô đó anh tìm hiểu đi. Tại vì nhiều khi những cái ngôn từ mà anh không đánh ra được thôi, để anh click vô cái link hổm tôi đưa ra đó, anh thay đó, anh sang tay anh click cái zone đó nó xuống dưới, nó chia từ cái category là từ cái thứ tự của nó, anh để bấm xuống dưới đó thì anh sẽ thấy New York nó hiện lên. New York một cái khu hành chánh lớn mà nó thuộc về cái tầng gọi là cái tầng cao hơn. Nó không phải như anh Sơn Tây nói đâu, mấy anh nói nhiều khi tôi thấy quá. Còn mà những cái chuyện mà ở nước Mỹ mà anh nói là ở Mỹ là giàu đồ á, anh Sơn Tây muốn lên gì ở Mỹ là giàu. Nó bây giờ như cỡ anh như tôi thì mình chỉ là dân trung lưu thường thôi chứ không có thể gọi là giàu được. Anh Sơn Tây không chỉ có thể được gọi là anh giàu. Sơn Tây anh nói là mấy mấy người bạn là bác sĩ của anh mới giàu, còn ảnh vừa Nói vừa. ừ, bữa hổm ảnh nói là Việt Nam mình qua Mỹ là làm bác sĩ, hạc sĩ, tiến sĩ rồi nhiều, nói chung À, là cũng ít lắm, anh ít anh nói là lắm, kỹ sư thì nhiều. cái việc đi học bên Mỹ rất là dễ dàng để có cái bằng đó. Nó đi no, nói chung đi học dễ nhưng mà học thì không có phải là dễ. Không, học thì dễ, cái điều kiện nó tạo điều kiện đi học, nhưng mà đi học mà lấy được cái bằng á không phải là dễ đâu. Ôi, nó giỡn về, có nhiều đứa hả, nó đẻ ra ở Mỹ mà giờ nó còn đi làm nail đó. Mà họ nếu muốn họ tôi muốn cái link họ tôi cho luôn á, những đứa nó nói tiếng tiếng Việt mà nó cà chập bẹ cà bập bẹ, nhiều đứa nó học cũng rớt đài, nó bị drop out á, nó gọi là nó bị học mà nó rớt á. Chứ nói về vấn đề mà người Việt còn gì, người Việt mình qua bên Mỹ mà đi làm trong quân đội Mỹ là mình coi như là thuộc về của Mỹ, là cái tài sản của Mỹ, là phải phục vụ cho nước Mỹ. Anh Lại Minh, ở ở bên Mỹ có cái trường hợp nào công ty nước ngoài nó qua nó thuê đất nó làm ăn không? Thuê đất bên Mỹ hả? Nó thường thường Mỹ nó bán không em ơi, nó bán luôn à, nó không có cho thuê. Bán luôn hả? Nó bán mà giống như em có tiền vô là nó bán, nó không thuê. Chứ thằng Mỹ nó không có cái trường nó hợp nó cho nó thuê, nó không có sợ bị cướp nước hả? không, nó bán luôn à. Trời trời. Nó bán luôn rồi cái em muốn vô đó bây giờ anh như nói vậy, em mua rồi em đầu tư, em phát triển, em tạo công ăn việc làm rồi rồi em đóng thuế cho nó. Nói Ủa chung là đa số là thằng Mỹ vậy nó thì bán thằng 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 Trung Quốc nó có qua Mỹ nó đầu tư không anh? hơi bị nhiều đó em, hơi bị nhiều đó. Nếu nếu mà Những nói như cái anh nói mà thằng Trung Quốc nó qua Mỹ nó đầu tư vậy rồi nó di dân nó đồng hóa dân Mỹ thì sao? ngồi không có em ơi. Không có em ơi, Mỹ làm sao mấy, tại mấy người Việt của mình ở Mỹ nhiều người họ không thích chế độ, họ nói gì đâu chứ không có em ơi. Mỹ nó đâu có sợ đâu em biết, bởi vì em thấy ở Mỹ hả 50 tiểu bang gần như chỗ nào cũng có Chinatown, nó mua đất luôn mà. Nó mua đất luôn, nó đầu tư chứ nó đâu có thuê đâu, nó không có thuê. Mà ví dụ như sau này cái người mà mua đó, thằng chính phủ Mỹ nó hay lắm, rồi sau này ví dụ như kinh tế có khó khăn gì cái nó mua lại, nó hay lắm, nó mua lại. Nó khôn lắm, nó cáo già lắm. Em biết cái ngay cả cái anh nói cái Michigan mà Detroit á, cái khu mà công nghiệp mà về sản xuất xe hơi á, nó bị xuống công nghiệp, nó bị xuống đó, mà thằng Trung Quốc vô mua mua rồi nó mua đất luôn á. Nó mua em biết nó đầu tư là đâu 20 billion á, 20 tỷ đô á, là nó đầu Rồi tư vô để nó rồi xây store. nếu mà nó bán cho Trung Quốc vậy Trung Quốc vô đầu tư rồi Trung Quốc đem radar rồi vũ khí rồi mìn lựu đạn này nó vô nước đó rồi sao? Không có rồi, cái vấn đề mình đầu tư làm ăn kinh tế mình đâu có đem vấn đề mà quốc phòng vô được.
không có, cái chủ quyền thì cũng của người ta thôi. Còn Vậy cái vậy chuyện mà nó sao anh nói như vậy, tại sao mấy bạn Việt kiều ở bên Mỹ bạn sợ Trung Quốc đem vũ khí vô đặc khu của Việt Nam? thì đó, họ họ cái đó họ quan tưởng, họ quan tưởng không có điều đó. Em mua em làm chủ không có nghĩa là em đem cái vấn đề mà của an ninh quốc phòng vô đó, có nghĩa là em đem vô làng Mỹ nó tịch thu em liền, nó tịch thu liền cho em biết. Ngay cả dân sự mà làm dân sự mà mua vũ khí mà của Mỹ mà mua vấn đề mà về quốc phòng á, những cái loại anh nói là high power, những cái loại mà vũ khí hạng nặng đó, military, nó về quân đội đó là hàng Mỹ, hàng chính quyền liên bang nó xuống nó hốt em liền. Em mua vũ khí loại dân sự thì ok. Như anh nói cái vụ Waco, Texas đó, là cái ông mà ở Waco, Texas, ông David Koresh đó, ông mua những vũ khí rất là hạng nặng. Ông mua mà chính phủ liên bang, tụi FBI nó thấy ông có hành động mua loại vũ khí mà hạng nặng, có ý đồ gì đó, giống như muốn chống chính phủ đó. Chính phủ nó đưa cả máy bay trực thăng mà không biết mà xe tăng xuống mà để đặng mà nó đánh ổng mà. Chợ Mỹ em cái nào kinh tế thì ra kinh tế, dân sự nó ra dân sự, nó dân sự ra dân sự, mà quân đội thì quốc phòng nó ra quân đội quốc phòng. Em mà xen lẫn vô là đâu có được. Nếu mà em xen lẫn vô vậy là thằng Mỹ nó tịch thu mình liền, mình không có làm theo đúng luật đó, nó tịch thu em liền. Đâu có đâu. Cả nhiều người ở Việt Nam mình ở hải ngoại, họ quá kích, họ quá giống như là cực đoan và kích động cái người dân trong nước thôi. Chứ làm kinh tế là kinh tế, anh không có đem cái chuyện quốc phòng an ninh quốc phòng anh xen lẫn đó. Nó tình báo thì có, nếu mà nó bị bắt thì nó cũng ở tù thôi, bị phạt. Đúng rồi, lên Còn đường. chuyện nó Mỹ nó bán không mà ơi, Mỹ nó không có cho thêm mà nó bán mà. Mà Như nó anh khổ nói giờ mẹ, nó đất nó rộng quá, nó bán bớt cho Trung Quốc thì nó bán cho ai cũng đúng được, rồi, cho nó lấy tiền. đúng rồi. Hỏi em chứ đất á, bỏ thì hoang vu không khai thác được. Em biết Đúng mà rồi. hả, nếu mà những cái vùng đất mà kinh tế mà cái lúc mà nó gặp khó khăn á là chính phủ bị thất thu thuế. Em biết chính phủ gọi là chính phủ địa phương đó, chính phủ tiểu bang đó, nó bị thất thu thuế, nó xuất bất sang bang, thành ra nó phải tìm mọi giá để nó bán ở những cái mà đầu tư nước ngoài vô là Ủa anh ơi, nó vậy bán nó khi lấy mà thuế. một một khi chính phủ Mỹ người ta làm cái hành vi mà bán đất cho Trung Quốc hoặc thuê đất cho Trung Quốc đó, có trình lên Quốc hội của Mỹ không? Có trình lên tổng thống này nó ký đó không anh? Hay là tiểu bang nó quốc luôn? Những cái mà tiểu bang nó quốc luôn em ơi, tại vì giờ Vậy Mỹ nó hả? có giao cho chính quyền tiểu bang rồi, chính quyền tiểu bang nó quốc. Chừng nào mà nó liên hệ đến vấn đề an ninh quốc phòng á thì nó mới trình lên thôi. Như mấy cái như anh nói, như cái bến cảng đó, như ở nó có cái khu vực bến cảng ở ở East đó, cái khu vực bến cảng rất là lớn, anh nhớ đây cũng khá lâu rồi, nó cũng gặp khó khăn, nó bán rồi nó có trình lên quốc hội, tại vì cái bến cảng đó nó thuộc cái tiềm năng rất là lớn để đặng mà thông qua cho nó bán. Tại cái thuộc đó nó gọi là thuộc thuộc về liên bang, chứ liên bang nó điều khiển rồi, mà hiếm ít lắm, đa số thì tiểu bang nó nắm quyền nhiều hơn. Cho nên Mỹ nó chơi nó bán mà nó có cho thuê, giống Việt Nam mình 99 năm phiền phức, mình thuê nhiều khi mình còn phải giữ rồi mình phải coi chừng rồi em biết không, rồi mình phải này kia. Tao bán cho mày đó, trong khu đó mày muốn làm gì làm đi, mày muốn trồng hoa trồng cỏ đào ao, đừng có làm những chuyện mà quốc phòng an ninh rồi gây chống lại nước Mỹ thôi, chống lại quyền lợi nước Mỹ thôi. Mày chống lại quyền lợi nước Mỹ tao lụm mày liền, quất liền, nó Vậy quất dễ em dễ liền, nó quất. dễ 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 xử ha. Ừ, đúng rồi, em nói đúng rồi, rất là dễ xử, Sao tại tự nhiên vì khi họ em bán vậy đó. mấy 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 bạn ở bên nước ngoài thấy cái chuyện đó nó nhan nhản thì thấy nó bình thường, chứ sao mà tự nhiên giờ Việt Nam làm cái vẻ nghiêm trọng như trời. Thì đó, nói chung anh nói với em trở này á, anh em mình chia sẻ ra thì những người mà một số những người mà họ bất mãn giống như anh Sơn Tây thì mới thấy ra thôi, chứ còn khi bình thường thì mấy ổng không thấy. Như bữa anh chia sẻ anh Sơn Tây anh còn không biết Mỹ Mỹ có đặc khu kinh tế, anh nói là chỉ có nước nghèo mới có thôi, không dám đâu. Mấy thằng tư bản đó là chùm á, nếu mà nó không có đặc khu kinh tế thì làm sao nó làm ăn, làm sao nó kêu gọi giới đầu tư. Một nó là cái thằng mà gọi là tư bản, là cái thằng mà nó bày ra đặc khu kinh tế, mà đâu phải nước nghèo. Nước nghèo mình chỉ là người bắt chước thôi, mình chỉ bắt chước từ nó thôi. Nó dạy mình làm đúng không? Nó làm Đúng trước, bắt chước rồi, mình làm theo. đúng rồi. Mấy thằng tư bản nó là chùm kinh tế mà, còn mấy nước mới phát triển mình chỉ đi theo thôi, mình thấy cái đó hay mình đi theo mình học hỏi nó thôi, Rồi. chứ đâu phải như anh Sơn Tây nói là nước nghèo mới mới